Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay thì mình giao lưu với anh em một cây mai vàng khủng anh em ơi. Rồi quen chồng anh Lộc ơi. Hôm nay giao lưu một cây anh em ơi. Hôm nay về cây khủng thì lên cho anh em lựa chọn luôn. Cái cũ quá xá cái cũ. Cây khủng mà đế nôm luôn nha anh em. Đó, chà bá lửa luôn. Quen vòng quanh thân luôn anh ơi. Rồi cho thông số luôn anh Lộc ơi. Cây này quá xá nó bự luôn anh em ơi. Chà bá lửa luôn. Cây này nước da nó rất là già. Cây này nhiêu năm anh Lộc? Cây này chủ nhà bà cô có nói là gần 30 năm rồi đó. À. 27 28 năm. Rồi. Vậy cho thông số đi anh ơi. Quá xá cái cây à. Cao 1m2. Cao 1m2. Quần thân nhiêu? Đo cho thẳng thước nha. Đó, đo vị trí này anh em. Cấn anh ơi, bị cấn rồi. Rồi, đo nhiều thông số luôn nha anh em ơi. Quần vị trí này là 64 nè anh em. Rồi để thước đó anh ơi. Đó ngay vị trí đó là 64 ha. Rồi đo cao lên tí nữa anh ơi. Cây này đo nhiều thông số nha anh em. Đó, cao lên trên vậy là 61. Đó, rồi lúc trên cái nữa anh. Tới trên đây luôn đi. Cây này nở cây nhìn lực lắm anh em ơi. Vị trí này là 58. Chà bá lửa luôn. Ôm cái Lộc. Quá xá rồi. Khủng khiếp ha. Rồi đó chiều cao luôn anh ơi. Cao 1m2. Cao 1m2. Đo cái cũ ra anh ơi. Quá xá cái cũ rồi cô chú anh chị ơi. Cũ này cũ đặc nha. Cũ là 90 96. Rồi anh đo hết chân cái hạ xuống dưới tới dưới này luôn anh. Quay rõ cho cô chú anh chị xem nha. Cây này cũng như cái đế nó tựa tựa như đế thú vậy cô chú anh chị ơi. Mét 34. Rồi ngay vị trí đó là 1m34. Quá xá. Rồi đo cái gióc ngọn cái anh Lộc. Rồi đo nhiều thông số luôn nha cô chú anh chị ơi. Gióc ngọn 20. Rồi giấc ngọn 20, tổng chiều cao luôn. Chiều cao 1m2. Chiều cao 1m2, rồi thoát thân nhiêu? Đo cái thoát thân luôn này. Thoát thân 25. Thoát thân 25 của chú anh chị ơi. Nhìn nó lực bự lắm ha. Cây này giống giống xù vậy anh. Có xù không? Bể xù nách lai gai rồi chứ không có bể nhiều. Không dám gọi xù nhưng mà có hiện tượng lên xù. Nó bể xù nách nè. Xù nách bể trơn nè. Da nó cốc lên hết trơn nè. Da cốc có lên trên. Cây này có hiện tượng nha anh em. Dạ, không có dám thì, báo xù ha. Nách thì bể xù hết mà không dám báo xù, nó chỉ có hiện tượng lên xù thôi. Rồi xin giá luôn Lộc ơi. Cây này 30 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi cô chú anh chị nào thích cây này thì liên hệ vô số điện thoại 0917 773 421. À, rồi chào anh ơi. Rồi. Chào chú anh chị. Rồi.